Tức là trang 60, vấn viết: Như kinh sở thuyết, lục ba la mật giả, diệt danh lục độ, sở vị, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, kim ngôn, lục căn thanh tịnh, danh ba la mật giả, nhược vi thông hội, hữu lục độ giả, kỳ nghĩa như hà. Đáp: Dục tu lục độ, đương tịnh lục căn, tiên hàng lục tặc, năng xả nhãn tặc, ly chư sắc cảnh, danh vi bố thí, năng cấm nhị tặc, ư bỉ thanh trần, bất linh túng vật, danh vi trì giới, năng phục tỷ tặc, đẳng chư hương xú, tự tại điều nhu, danh vi nhẫn nhục, năng chế khẩu tặc, bất tham chư vị, tán vịnh giảng thuyết, danh vi tinh tiến, năng hàng thân tặc, ư chư xúc dục, trạm nhiên bất động, danh vi thiền định, năng điều ý tặc, bất thuận vô minh, thường tu giác tuệ, danh vi trí tuệ, lục độ giả, vận giả, lục ba la mật, dụ nhược thiền phiệt, năng vận chúng sanh, đạt ư bỉ ngạn, cố danh lục độ. Tất nhiên là đây là câu hỏi. Theo như kinh, theo như lời kinh nói, thì sáu ba la mật đó cũng gọi là sáu độ, nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Nay nói sáu căn thanh tịnh gọi là ba la mật, thì thế nào mà được thông hiểu, tức là hiểu suốt được? Lại sáu độ đó nghĩa là thế nào? Đáp: Muốn tu sáu độ á, thì phải tịnh sáu căn, trước là hàng phục sáu vật, hay nghĩa là xả cái vật mắt, lìa các cái cảnh sắc thì gọi là bố thí. Còn hai, ngăn giữ cái vật tai đối với các cái thanh trần, chẳng phải để cho buông lung, gọi là trì giới. Còn hai mà nghĩa là phức phục cái vật mũi, nghĩa là bình đẳng với các mùi, nghĩa là hôi thơm, tự tại điều nhu thì gọi là nhẫn nhục. Còn hai, ngăn dừng cái vật miệng, chẳng có tham các mùi vị, và ca vịnh giảng nói, tức là những lời ca tiếng hát đó, gọi là tinh tiến. Hay hàng phục cái vật thân, đối với các cái thứ ham muốn xúc chạm, nghĩa là trong lặng bất động, gọi là thiền định. Còn hai, điều hòa cái vật ý, chẳng có thuận theo vô minh, thường tu giác tuệ thì gọi là trí tuệ. Thì sáu độ là chuyên chở, sáu ba la mật dụ như là thuyền bè, nó hay chuyên chở chúng sanh để đến cái bờ bên kia, cho nên gọi là sáu độ. Đây là cái người đặt câu hỏi, nghĩa là bởi vì trước là nói chỉ quán tâm là đủ, cho nên đây mới dẫn trong kinh thì nói rằng sáu ba la mật đó cũng gọi là sáu độ. Thì như vậy là tức là bố thí, trì giới, nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Như vậy thì bây giờ đây thì chỉ có nói sáu căn thanh tịnh thôi thì gọi là ba la mật, thì làm sao mà hiểu thông được, và cái nghĩa của sáu độ đó thì như thế nào, đó là muốn giải thích cho rõ. Thì đây thì luận mới đáp, nghĩa là sao? Nghĩa là muốn tu về sáu độ đó, tức lục độ đó đó, thì cái căn bản là phải thanh tịnh cái sáu căn này, hàng phục sáu vật, thì nó mới đúng với nghĩa ba la mật được, nghe không? Tất nhiên là thì ở đây vì bố thí á, thì ngài nói rằng bỏ cái chỗ mà gọi là, tức là xả bỏ cái vật của con mắt đó, nghĩa là con mắt mà đối với các cái cảnh sắc không có theo, không có dính, tức là lìa các cái cảnh sắc thì gọi là bố thí thôi. Còn nghĩa là hay mà ngăn cấm được cái vật tai đối với các cái thanh trần mà không có để cho buông lung đó thì là trì giới. Rồi hàng phục được cái vật mũi, tất nhiên là bình đẳng giữa các mùi hôi, mùi thơm, tức là đối với các mùi hôi thơm mà không có sanh cái niệm phân biệt đó, tự tại nó điều nhu, nó hòa thuận đó, thì đó gọi là nhẫn nhục. Nghe đối với mùi hôi hay mùi thơm không có sanh tâm thì đó là nhẫn nhục. Còn ngăn giữ được cái vật miệng, tất nhiên là đối với các cái thứ mùi vị ngon dở hoặc là lời ca hát thì đều nghĩa là không có nghĩa là duyên theo tham đắm trong đó thì gọi là tinh tiến. Còn cái thiền định thì đối với các cái xúc chạm,
của cái thân mà trong lặng bất động đó thì gọi là thiền định. Bởi vì cái xúc chạm là cái này, cái này là khó, nghĩa là khó được yên định, xúc chạm thì nên động liền. Còn đối với cái ý mà được, nghĩa là luôn luôn, nghĩa là lìa cái không có theo cái vô minh mà thường sáng suốt trí tuệ thì gọi là trí tuệ. Như vậy thì ở đây ngài coi như là phá cái hiểu ba la mật mà theo trên cái danh từ, theo trên cái tướng bên ngoài, khiến cho mình phải soi trở về nơi tự tánh là gốc. Bởi vì đây là phá tướng mà, cho nên là nghĩa là mình soi cái sáu ba la mật đó cũng như sáu độ đó trở về nơi cái tự tánh thì cái đó là cái chính thôi. Mà ở đây thì rõ ràng để cho thấy rõ, nghĩa là ngay nơi sáu căn này á là mình đi vào trong luân hồi, thì như vậy là cũng ngay nơi sáu căn này thì giải thoát. Thì như vậy tức là bởi vì sáu căn đó là cái chỗ mà nó luôn luôn là nó đối tiếp với sáu trần. Nghĩa là sáu căn này là cái chỗ luôn luôn là nó đối tiếp với sáu trần, không có lúc nào mà hở. Vì vậy cho nên là tu ngay nơi cái chỗ sáu căn này chứ gì khác hết. Còn ngoài sáu căn này á, rồi mình nói là tu cái pháp này pháp kia thì đó là coi như là mình quên cái căn bản. Mà cái gần gũi nhất á, là ngay sáu căn, đó là cái chỗ tu, cái chỗ sống của mình. Cho nên chỗ này là khiến cho mình là ngay nơi đó thì sống trở về, thì đó là cái căn bản. Bởi vậy mà lục tổ thì ngày ngộ cũng từ chỗ này, nghe là nghe tới kim cang mà tới nghe là ưng vô cho chủ như sinh kỳ tâm đó thì ngộ liền, tức là ngay nơi cái sáu căn này đối với sáu trần mà nó không có, nghĩa là dừng, không có trụ gì hết, thì ngay đó chính là bản tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Cho nên ở đây thì ngài giải thích, nghĩa là sáu, gọi là sáu độ đó thì cũng cái nghĩa nó là độ, nghĩa là chuyên chở, còn sáu ba la mật đó đó dụ như thuyền bè vậy thôi. Sáu ba la mật dụ như thuyền bè, tức là sao? Cho nên đây là cho mình thấy được cái ý rõ ràng. Như thuyền bè, tất nhiên là cái phương tiện tạm thời qua sông vậy thôi, chứ chưa phải là cái chỗ thật. Sáu ba la mật chưa phải là cái chỗ cứu cánh. Bởi thuyền bè thì đưa qua sông vậy thôi, mà mình phải sống cho trọn vẹn trở lại tự tánh đó, thì cái đó mới là chân thật. Chứ còn bám theo, nghĩa là trên cái sáu ba la mật đó thì sanh hiểu, thì nghĩa là cũng còn kẹt ở trên cái gọi là cái phương tiện. Bởi vì đó là cái phương tiện để mà lập ra, mà có lập ra thì chưa phải thật. Đó là nói về sáu ba la mật để cho mình quay trở về nơi cái tự tánh để mà sống, thì đó là cái căn bản. Rồi kế là câu hỏi tiếp. Vấn kinh văn Thích Ca Như Lai: Vi Bồ Tát thời tằng ẩm tam đấu lục thăng nhũ mi phương thành Phật đạo, tiên nhân ẩm nhũ hậu chứng Phật quả, khởi duy quán tâm đắc giải thoát giả. Đáp: Thành Phật như thử, ngôn vô hư vọng giả, tất nhân thực nhũ, nhiên thủy thành Phật, ngôn thực nhũ giả, hữu nhị chủng, Phật sở thực giả, phi thị thế gian bất tịnh chi nhũ, nải thị thanh tịnh pháp nhũ, tam đấu giả, tam tụ tịnh giới, lục thăng giả, lục ba la mật. Thành Phật đạo thời do thực như thị thanh tịnh pháp nhũ, phương chứng Phật quả, nhược ngôn Như Lai, thực ư thế gian hòa hợp bất tịnh, ngu chuyên tinh nhũ, khởi bất bán ngộ chi thậm, chân như giả, tự thị kim cang bất hoại, vô lậu pháp thân, vĩnh ly thế gian nhất thiết chư khổ, khởi tu như thị bất tịnh chi nhũ, dĩ xung cơ khác kinh sở thuyết, kỳ ngu bất tại cao nguyên, bất tại hạ thấp, bất thực cốc mạch khang phu, bất giữ bột ngu đồng quần, kỳ ngu thân tác tử ma kim sắc, ngôn ngu giả tỳ lô giá na Phật giả, dĩ đại từ bi lân mẫn nhất thiết, cố ư thanh tịnh pháp thể trung, xuất như thị tam tụ tịnh giới, lục ba la mật vi diệu pháp nhũ, dưỡng dục nhất thiết cầu giải thoát giả, như thị chân tịnh chi ngu, thanh tịnh chi nhũ, phi đảng Như Lai ẩm chi thành đạo, nhất thiết chúng sanh nhược năng ẩm giả, giai đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tất nhiên là đây là câu hỏi, là hỏi là kinh nói rằng Đức Thích Ca Như Lai khi mà làm Bồ Tát thì ngài từng uống là ba đấu sáu thăng cái cháo sữa thì mới thành được Phật đạo. Trước nhân uống sữa rồi sau mới chứng Phật quả. Thì
đâu có chỉ là quán tâm mà được giải thoát. Đáp: thành Phật như trên, lời nói không có hư dối, ắt là nhân uống sữa rồi sau mới thành Phật. Nói uống sữa đó là có hai thứ, vì món ăn, tức là món ăn của Phật đó, đó thì chẳng phải là cái thứ sữa bất tịnh của thế gian, mà chính là sữa pháp thanh tịnh. Ba đấu là ba tụ tịnh giới, sáu thân là sáu ba la mật. Khi mà thành Phật đạo, do uống cái sữa pháp thanh tịnh như thế mới chứng Phật quả. Nếu nói Như Lai uống thứ sữa bò tanh hôi bất tịnh hòa hợp của thế gian, đâu chẳng là chê bai, nghĩa là lầm lẫn. Chân Như tự là kim cang bất hoại, là pháp thân vô lậu, lìa hẳn cả những thứ khổ thế gian, thì đâu có cần mà cái sữa bất tịnh như thế để mà là làm no được cái đối khác. Lời kinh nói thì bò đó là chẳng có ở cao nguyên, chẳng có ở dưới thấp ướt, chẳng có ăn trấu cám lúa mạch, chẳng có đồng bọn với bò cái, thì thân của bò đó là màu vàng chói. Rồi nói bò đó tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, do dùng cái đại từ bi mà thương xót tất cả, cho nên đời ở trong cái pháp thể thanh tịnh mà phát ra, nghĩa là sửa pháp di diệu mà ba tụ tịnh giới sáu ba la mật để mà dưỡng dục, tức là nuôi nấng tất cả người cầu giải thoát. Như vậy cái bò thanh tịnh như vậy, và cái sữa thanh tịnh đó, nghĩa là con bò mà chân tịnh á, như vậy là cái sữa thanh tịnh đó đó, thì chẳng những Như Lai uống đó mà được thành đạo, thì tất cả chúng sanh nếu mà hai uống được thì cũng đều được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cũng là để mà phá cái hiểu lầm trên cái gọi là chữ nghĩa. Bởi vì nghe nói là Phật khi mà trước khi thành đạo đó thì uống, nghĩa là ba đấu sáu thân, tức là uống mấy bát cháo sữa của cô gái dâng lên đó, rồi sau đó thì mới thành Phật chứng đạo. Rồi người mà không có hiểu được cái lý chân thật, cứ chấp vào nghĩa là cái hình tướng bên ngoài, cái việc hữu vi đó, rồi nghĩa là lo cầu cái bên ngoài mà không có đạt được cái ý chân thật, cho nên lầm lẫn, cho nên đây mới hỏi. Thì cái lời đáp thì đáp rõ ràng, nghĩa là thành Phật như vậy đó đó, thì cái lời nói không là hư dối, nhưng mà phải hiểu được cái lý uống sữa đó là sữa gì. Chứ còn gọi là uống thứ sữa bò đó mà để thành Phật á thì chắc là khỏi cần phải tu. Nên hiểu được cái ý đó thì mới thấy được cái ý đây, cho nên đây mới dẫn, nghĩa là cái sữa mà gọi là cái sữa bất tịnh của thế gian đó đó, thì làm sao mà có thể uống đó mà thành Phật được, mà đây chính là cái sữa pháp thanh tịnh. Nghĩa là nói cái sữa này để ngầm chỉ cho cái sữa pháp, cho nên đây mới dẫn là ba đấu đó là chỉ cho ba tụ tịnh giới, còn sáu thân đó là chỉ cho sáu ba la mật, nghĩa là thành tựu tu hành ba tụ tịnh giới và sáu ba la mật viên mãn thì thành Phật đạo. Thì vậy là do uống được cái sữa pháp thanh tịnh như vậy đó thì mới chứng Phật quả. Còn cái bảo rằng Như Lai á, mà uống thứ sữa mà sữa bò tanh hôi của con vật thế gian đó, đó thì đó là quá chỉ ba ngày rồi cho nên hiểu như vậy mới hiểu được kỹ. Chứ không thì nhiều khi rồi nghe như vậy đó, cho nên có những vị mà thành lập đạo tràng rồi cũng là kiếm sữa bò cho nghĩa là tinh khiết quý báu rồi để mà cúng trong đó, rồi coi như là lễ lại rồi uống trong đó để cho phát trí tuệ đó, đó là những cái hiểu lầm. Cho nên ở đây thì ngài mới dẫn rõ không, nghĩa là cái chân như đó là cái gọi là tự tánh kim cang bất hoại, nó cũng gọi là pháp thân nó vô lậu, thì cái đó là nó lìa hẳn tất cả những thứ khổ thế gian, thì đâu có thể mà gọi là cần cái sữa mà gọi là sữa bò bất tịnh của thế gian như vậy để mà làm cho nó no được cái đối khác. Đây là dẫn lời kinh, tức là nói rằng con bò đó đó nghe không, thì nó chẳng ở cao nguyên, cũng chẳng ở dưới thấp, chẳng ăn những cái trấu cám lúa mạch, cũng không có đồng bọn với bò cái, thì như vậy biết rằng đó là chỉ cho cái lẽ thật kia đó, nên mượn cái này để mà nói cái thật kia. Cho nên ở đây mới giải thích thì bò đó đó là chỉ cho Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là pháp thân. Từ nơi pháp thân đó đó mà mới phát xuất ra ba tụ tịnh giới và sáu ba la mật, không thì dùng cái đó đó để mà nuôi dưỡng những người cầu giải thoát. Thì người mà
sống được ở trong đó, tu hành mà trọn vẹn ở trong đó đó, thì thành tựu nghĩa là vô thượng bồ đề. Thì đây là coi như là phá cái hiểu theo cái chữ nghĩa kẹt trên cái tướng thông thường, đó là cái lầm lẫn. Như vậy thì để cho cũng rõ là cái chỗ ngầm chỉ là mình phải đạt ý quên lời. Cho nên đọc những kinh mà nhất là kinh Đại Thừa đó phải đạt ý quên lời là như vậy. Còn theo lời đó hiểu là hiểu lầm. Ở đây là phải nhận rõ cái pháp thân chân thật, đó là Ngài muốn nhấn mạnh, rồi sống cho viên mãn trọn vẹn trong pháp thân đó thì mới thành tựu. Còn nếu mà theo cái tướng mà gọi là tướng tạo tác vô thường của thế gian á, thì trái xa thôi. Chứ còn nếu mà dù cho lên cái Hy Mã Lạp Sơn để mà tìm cho được nghĩa là cái loại bò mà thuần này á, để mà kiếm sữa để uống, thì không phải như vậy là được thành Phật. Đó là cái ý gọi là phá tướng là như vậy. Rồi cái câu hỏi kế nữa là hỏi vấn kinh Trung Sở Thuyết, Phật linh chúng sanh, tu tạo già lam, chú tả hình tượng, thiêu hương tán hoa, nhiên đăng, chú dạ lục thời, nhiễu tháp hành đạo, trì trai lễ bái, chủng chủng công đức, giai thành Phật đạo, nhược di quán tâm, tổng nhiếp chư hạnh, thuyết như thị sự, ưng hư không giả. Đáp: Phật sở thuyết kinh, hữu vô lượng phương tiện, dĩ nhất thiết chúng sanh, độn căn hiệp liệt, bất ngộ thậm thâm chi nghĩa, sở dĩ giả hữu vi, dụ vô vi, nhược phục bất tu nội hạnh, tuy chỉ ngoại cầu, hy vọng hoạch phước, vô hữu thị xứ, ngôn già lam giả, tây quốc phạm ngữ, thử độ phiên vi, thanh tịnh địa giả, nhược vĩnh trừ tam độc, thường tịnh lục căn, thân tâm trạm nhiên, nội ngoại thanh tịnh, thị danh tu già lam, chúc chú tả hình tượng giả, tức thị nhất thiết chúng sanh, cầu Phật đạo giả, sở vi tu chư giác hạnh, phỏng tượng Như Lai chân dung diệu tướng, khởi khiển chú tả đồng kim đồng chi sở tác giả, thị cố cầu giải thoát giả, dĩ thân vi lô, dĩ pháp vi quả, dĩ trí tuệ vi công vi xảo tượng, tam tụ tịnh giới, lục ba la mật, dĩ vi mô dạng, dung luyện thân trung chân như Phật tánh, biến nhập nhất thiết giới luật mô trung, như giáo phụng hành, nhất vô lậu phiết, tự nhiên thành tựu chân dung chi tượng, sở vị cứu cánh thường trụ vi diệu sắc thân, phi thị hữu vi bại hoại chi pháp, nhược nhân cầu đạo, bất giải như thị chú tả chân dung, bằng hà thiếp ngôn công đức thiêu hương giả, diệt phi thế gian hữu tướng chi hương, nải thị vô vi chánh pháp chi hương giả, quân chư xứ quế vô minh ác nghiệp, tất linh tiêu diệt kỳ chánh pháp hương giả, hữu kỳ ngũ chủng nhất giả, giới hương sở vị năng đoạn chư ác, năng tu chư thiện nhị giả, định hương sở vị thâm tính đại thừa, tâm vô thối chuyển tam giả, tuệ hương sở vị thường ư thân tâm, nội tự quán sát, tứ giả giải thoát hương, sở vị năng đoạn nhất thiết vô minh kiết phược, ngũ giả giải thoát tri kiến hương, sở vị quán chiếu thường minh, thông đạt vô ngại, như thị ngũ chủng hương, danh vi tối thượng chi hương, thế gian vô tỷ, Phật tại thế nhật, linh chư đệ tử, dĩ trí tuệ quả, thiêu như thị vô giá trân hương, cúng dường thập phương chư Phật, kim thời chúng sanh bất giải Như Lai chân thật chi nghĩa, di tương ngoại quả thiêu thế gian trầm đàn quân lục chất ngại chi hương, hy vọng phước báo phân hà đắc tán hoa giả, nghĩa diệt như thị sở vị thường thuyết chánh pháp chư công đức hoa, như ích hữu tình tán chiêm nhất thiết ư chân như tánh, phổ thí trang nghiêm thử công đức hoa, Phật sở tán thán cứu cánh thường trụ vô điêu lạc kỳ, nhược phục hữu nhân tán như thị hoa, hoạch phước vô lượng, nhược ngôn Như Lai linh chúng sanh, tiễn tiệt tăng thái thương tổn thảo mộc, dĩ vi tán hoa vô hữu thị xứ, sở dĩ giả hà, trì tịnh giới giả ư chư thiên địa, xâm la vạn tượng bất linh xúc phạm, ngộ phạm giả du hoạch đại tội, huống phục kim giả cố vị tịnh giới, thương vạn vật cầu ư phước báo, dục ích phản tổn, khởi hữu thị hồ,
Hữu trường minh đăng giả, tức chánh giác tâm giả, dĩ giác minh liễu, dụ chi vi đăng, thị cớ nhất thiết cầu giải thoát giả, dĩ thân vi đăng đài, tâm vi đăng chú, tăng chư giới hạnh, dĩ vi thiêm du, trí tuệ minh đạt, dụ như đăng quả, đương nhiên như thị, chân chánh giác đăng, chiếu phá nhất thiết vô minh chi ám, năng dĩ thử pháp, chuyển tương khai thị, tức thị nhất đăng, nhiên bách thiên đăng, dĩ đăng tục nhiên, nhiên đăng vô tận, cố hiệu trường minh, quá khứ hộ Phật danh viết nhiên đăng, nghĩa diệt như thị, ngu si chúng sanh bất hội Như Lai, phương tiện chi thuyết, chuyên hành hư vọng, chấp trước hữu vi, tội nhiên thế gian, tô du chi đăng, dĩ chiếu không thất, nải xưng y giáo, khởi bất mẫu hồ, sở dĩ giả hà, Phật giáo, Phật phóng, mi gian nhất hào tướng quang, thượng năng chiếu vạn bát thế giới, khởi giả như thị tô du chi đăng, dĩ vi lợi ích, thẩm sát tư lý, ưng bất nhiên hồ. Hỏi là trong kinh đó, có nói rằng Phật nghĩa là khiến chúng sanh phải nghĩa là tu sửa già lam, rồi đúc tạc hình tượng, thắp hương giải hoa, đốt đèn, ngày đêm sáu thời nhiễu tháp hành đạo, trì trai lễ bái, mọi thứ công đức như vậy đó thì đều được thành Phật đạo. Còn nếu mà chỉ có quán tâm thì mà thải nhiếp hết các hạnh á, thì nói cái việc như thế thì lý đáng là hư dối. Đáp lời Phật nói trong kinh đó thì có nghĩa là vô lượng cái phương tiện, do tất cả chúng sanh động căn yếu kém cho nên chẳng có tỏ ngộ được cái nghĩa thẩm thâm tới cái nghĩa sâu xa, do đó mà mượn cái hữu vi để dụ cho vô vi. Nếu mà chẳng tu cái hạnh ở bên trong, chỉ có nghĩa là cầu ở bên ngoài á để mà mong mỏi được phước thì không có cái lẽ ấy. Nói già lam đó là cái tiếng Ấn Độ, còn Trung Quốc á dịch là thanh tịnh địa, tức là cái đất thanh tịnh. Nếu mà trừ hẳn ba độc, thanh tịnh sáu căn thì thân tâm được trong lặng á, trong ngoài được thanh tịnh, thì đó gọi là tu sửa già lam. Còn đúc tạc hình tượng á, tức là tất cả chúng sanh mà cầu Phật đạo là phải nghĩa là tu các cái giác hạnh, rồi phỏng theo cái gọi là chân dung diệu tướng của Như Lai, và há khiến mình đúc tạc cái đồng vàng đó mà làm thành. Thế nên người cầu giải thoát thì lấy thân làm đèn, lấy pháp làm lửa, lấy trí tuệ đó làm thợ khéo, ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật đó lấy làm khuôn, tức là khuôn đúc, rồi nấu chảy cái chân như Phật tánh ở trong thân để mà khắp vào trong cái khuôn tất cả dưới lực, đúng như là dạy mà Vân làm, không có để mà gọi là lọt hở một chút, thì tự nhiên thành tựu được cái tượng chân dung, nghĩa là cái sắc thân nghĩa là rốt ráo mà thường trụ vi diệu đó, chẳng phải là cái pháp hữu vi bại hoại. Nếu mà người cầu đạo chẳng có hiểu được thế, tức là cái đúc tạc là chân dung như thế đó, thì y cứ vào đâu mà liền nói ra công đức. Đó là nói về đúc tượng Phật. Còn thắp hương đó cũng chẳng phải là thứ hương hữu tướng của thế gian, mà chính là cái hương chánh pháp vô vi, nó xông ướp các thứ ác nghiệp vô minh hôi nhơ, khiến cho tất cả đều tiêu diệt. Hương chánh pháp đó có năm thứ. Một là hương giới. Hương giới nghĩa là nó hay đoạn trừ các cái điều ác, hay tu các cái điều lành. Hai là cái hương định, nghĩa là tinh sâu đại thừa, tâm không có thối chuyển. Ba là hương tuệ, nghĩa là thường ở nơi thanh tâm, tự quán sát ở bên trong. Bốn là hương giải thoát, nghĩa là hay đoạn trừ tất cả cái vô minh kiết phược. Năm là hương giải thoát tri kiến, nghĩa là quán chiếu thường sáng tỏa, thông suốt không ngại. Năm thứ hương như thế đó gọi là hương tối thượng, thế gian không gì sánh kịp. Phật khi mà còn ở đời á thì khiến các đệ tử dùng cái lửa trí tuệ đốt cái hương quý vô giá như thế để cúng dường mười phương chư Phật. Còn chúng sanh thời nay chẳng có hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai,
chỉ đem nghĩa là những cái thứ hương vật chất của thế gian như là trầm đàn, quân lục mà hy vọng mà được phước báo thì làm sao được. Rồi giải qua đó, nghĩa cũng như thế, nghĩa là thường nói chánh pháp mà các thứ qua công đức làm lợi ích cho loài hữu tình, giải đến tất cả, thì đối với cái tánh chân như đó mà thí khắp trang nghiêm, thì cái qua công đức này là cái chỗ Phật nghĩa là khen ngợi, rốt ráo thường trụ, không có lúc nào héo tàn. Nếu mà người giải được cái qua như thế thì được phước vô lượng. Còn nếu nói Như Lai khiến chúng sanh nghĩa là cắt đứt những cái lụa đẹp, làm thương tổn đến cỏ cây, lấy đó để mà là giải qua, thì không có lẽ ấy. Bởi vì sao? Người mà giữ gìn tịnh giới thì đối với nghĩa là các thứ nghĩa là xum la vạn tượng ở trong trời đất nghĩa là chẳng có cho nghĩa là xúc phạm, lầm phạm đó mà vẫn còn mắc cái tội lớn, huống nữa là hiện nay là cố hủy phạm tịnh giới, làm thương tổn đến vạn vật để mà cầu phước báo, thì muốn lợi ích trở lại là tổn giảm, há có đúng sao? Còn cái trường minh đăng, tức là cái đèn mà trường minh đó, tức là cái tâm chánh giác, nghĩa là do cái giác sáng tỏa, tức là lấy cái giác mà sáng tỏa đó, dụ là cho đèn, thế nên tất cả người cầu giải thoát, lấy thân làm đèn, làm cái đế đèn, tâm làm cái tim đèn, thêm các cái giới hạnh, lấy đó làm cái thêm dầu vào, trí tuệ mà sáng suốt đó, thì dụ cho là lửa đèn, phải đốt cái đèn gọi là giác chân chánh như thế để mà chiếu phá tất cả những cái vô minh si ám, thì hay đem cái pháp này lần lượt mà khai thị cho nhau, thì tức là một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn đèn, do cái đèn nó được mồi cháy tiếp luôn, đèn đèn nó cháy vô tận, cho nên gọi là trường minh, tức là sáng mãi. Thì ở thời quá khứ có Đức Phật tên là Nhiên Đăng, nghĩa cũng như thế. Còn chúng sanh ngu si chẳng có hiểu được cái lời nói phương tiện của Như Lai, cứ một bề lo thực hành cái hư dối, chấp trước cái hữu vi, bèn đốt cái đèn dầu của thế gian để mà chiếu soi nơi cái phòng trống, bèn gọi là y theo lời dạy, há chẳng lầm ư? Bởi vì sao? Phật phóng một cái rồi một cái luồng ánh sáng nơi giữa chặng mài, rồi trên hai chiếu suốt cả một muôn 8.000 thế giới, thì há nhờ cái đèn dầu như thế để mà làm lợi ích? Thì xét rõ kỹ càng cái lý này thì thật là chẳng đúng. Thì đây là nói qua mấy phần, tức là người hỏi á là dẫn theo cái lời trong kinh mà nói rằng, tức là kinh nói đó nghĩa là Phật dạy chúng sanh là phải tu sửa già lam, phải đúc tạc hình tượng, rồi thiêu hương giải hoa, thắp đèn ngày đêm sáu thời nhiễu tháp hành đạo đó, rồi trì trai lễ bái, làm mọi cái công đức đó thì đều được thành Phật đạo. Bây giờ đây chỉ có quán tâm thôi mà nhiếp hết tất cả các hạnh thì làm sao mà nghĩa là họp được? Đó là đem cái việc làm hữu vi để ra mà hỏi. Ở đây thì Ngài muốn đáp là cho mọi người là muốn từ cái hữu vi đó mà mình soi trở về cái vô vi, đó là không kẹt trên cái tướng hữu vi. Còn nếu mà chỉ y theo trên những cái tướng hữu vi này mà làm không, mà không rõ được cái lý vô vi đó, thì những cái làm rồi chấp trên đó rồi sanh bệnh. Cho nên đây Ngài mới đáp, nghĩa là cái lời mà Phật, lời kinh mà Phật đã nói đó đó, thì trong kinh Phật nói thì nó có vô lượng cái phương tiện, tức là lời kinh nói thì có khi dùng cái phương tiện này phương tiện kia để dẫn dắt chúng sanh, nhất là những chúng sanh mà còn căn cơ nó chậm lục, nó yếu kém, không có hiểu được cái nghĩa thâm sâu, thì phải mượn cái hữu vi để mà dụ cho cái vô vi. Nghĩa là chúng sanh chưa hiểu được cái chỗ lý thâm sâu, cho nên phải mượn những cái việc mà hữu vi này để cho họ làm cái đó. Khi mà thường tục thì họ thấu được cái ý nghĩa vô vi mà Phật cũng dạy, chứ còn không thì họ bỏ hết không làm gì thì là đi xuống. Cho nên là nếu mà người mà không hiểu như vậy mà chỉ chấp vào đó thôi mà không có lo tu cái hạnh ở bên trong đó, chỉ có lo cầu những cái tướng hữu vi bên ngoài đó thôi mà mong được phước á, thì cái đây là Ngài nói không có lẽ ấy.
tức là không có thể mà được gọi là cái phước rốt ráo chân thật vô vi được. Cho nên đây ngài mới giải thích Già Lam. Già Lam đó là cái tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thanh tịnh địa, tức là nơi đất thanh tịnh, tức là chỗ đất thanh tịnh chúng ta nghe là ở đó. Thì mà chỗ đất thanh tịnh đó, nếu nói cho ngoài trên hình tướng thế gian á, là nơi chùa chiền nó mát mẻ, nó thanh tịnh, thì nếu hiểu vậy thôi chỉ có mới có một mặt thôi, mà cái đất thanh tịnh đây là chỉ đất tâm thanh tịnh, thì đó mới là cái gốc. Cho nên ở đây mới nói là nếu mà trừ hẳn cái ba độc thường thanh tịnh sáu căn, thân tâm nó trong lặng trong ngoài thanh tịnh đó, thì đó mới gọi là tu sửa Già Lam, thì đó mới thật sự là cái đất thanh tịnh. Còn đúc tạc hình tượng đó cũng vậy, đúc tạc hình tượng là tất cả chúng sanh khi mà cầu Phật đạo đó là phải tu các cái giác hạnh, nghĩa là để mà phỏng theo cái chân dung dự tướng của Như Lai, tức là sao, nghĩa là theo cái chỗ Phật mà giác đó, rồi mình y theo đó mình tu để cho khế hợp với cái chỗ giác hạnh của Phật, thì đó gọi là đúc tạc hình tượng, chứ không phải là chỉ có nghĩa là dùng cái vàng đồng đó để mà đúc thành thôi. Cho nên đây nó là người mà cầu giải thoát thì lấy thân làm lò, nhờ lấy pháp làm lửa, lấy trí tuệ đó mới làm thợ khéo, lấy ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật đó làm khuôn, đó là cái khuôn đúc, rồi nấu chảy cái chân như Phật tánh ở trong thân để cho nó khắp vào trong cái khuôn của tất cả giới lực. Tất nhiên là chân như Phật tánh đó làm sao mà cho nó hiện hết trong tất cả mọi cái giới lực, mọi cái hành động, mọi cái quay nghi, lúc nào là cũng hiển bày cái chân như Phật tánh đó hết, thì vậy là mới giống được với cái gọi là đức tướng của Phật. Chứ còn chỉ mà nói suông ngoài không thì đâu được. Rồi như vậy thì như lời dạy đó mà vâng theo để mà thực hành, không để cho nó rơi, nó lọt, nó hở một chút nào hết, thì như vậy thì tự nhiên nghĩa là thành tựu được cái tượng chân dung của Như Lai đó. Thì như vậy tức là khế hợp được với pháp thân Như Lai. Thì như vậy nghĩa là cái sắc thân vi diệu thường trụ rốt ráo đó đó, thì chẳng phải là cái pháp gọi là hữu vi bại hoại, tức là không phải là cái tướng bại hoại này. Do đó mà ngài Triệu Châu ngài mới có ba cái đoạn mà gọi là Phật gỗ chẳng độ được lửa đó, Phật gỗ chẳng độ được lửa, Phật đồng thì chẳng độ được lò đúc, tức là Phật vàng đó, chẳng độ được lò đúc, còn Phật đất thì chẳng độ được nước. Những cái Phật đó thì đó là cái tướng vô thường. Nếu mà người cầu đạo mà không hiểu được cái nghĩa chân thật này mà chỉ lo nghĩa là y theo cái tướng hữu vi vô thường bên ngoài đó, thì làm sao mà gọi là thành tựu được cái chỗ chân thật này. Đó là muốn cho mình phải nghĩa là cũng sống trở về trong cái tự tánh, từ cái tướng hữu vi mình phải soi trở về cái vô vi để mà quên cái công phu tạo tác ở bên ngoài. Rồi thắp hương cũng vậy, thắp hương thì cũng chẳng phải là cái thứ hương hữu tướng của thế gian, mà đây phải là thứ hương chánh pháp vô vi. Thì từ cái hương chánh pháp vô vi này nó mới xông ướp được những cái nghiệp ác vô minh như quế cho nó tiêu hết. Thì đây là ngài dẫn gọi là năm cái phần pháp thân hương đó, tức là hương giới. Thì theo hương giới ở đây thì ngài tới hương giới là hai đoạn trừ các điều ác, hai tu các điều thiện, đó là hương giới. Còn hương định là tinh sâu đại thừa, tâm không có thối chuyển, nghĩa là luôn luôn tinh tiến, tinh chắc nơi đại thừa chứ không có nghĩa là lui, không có sụt, đó là định. Còn hương tuệ đó là thường đối với thân tâm quán xét ở bên trong, tức là thường quán xét thân tâm ở bên trong đó, không có sen không có hở, đó là cái hương tuệ. Còn hương giải thoát là hai đoạn dứt tất cả những cái vô minh kiết phược. Còn hương giải thoát tri kiến là quán chiếu thường sáng tỏa thông suốt vô ngại, nghĩa là cái sức quán chiếu đó nó luôn luôn là nó sáng tỏa thông suốt vô ngại, chứ không có nghĩa là dừng, không có kẹt nơi một cái chỗ nào đó. Thì như vậy đó gọi là năm cái phần gọi là pháp thân hương. Thì chính cái hương đó đó mới là cái hương chân thật. Thì dùng cái hương này đó để mà xông ướp thì nó mới sạch hết những cái nhơ nhớp của vô minh đó. Thì Phật nói cái gọi là mình thắp hương kia để cho người nghĩa là thầm ngộ được cái hương vô tướng này. Cho nên ở đây ngài mới dẫn Phật khi mà còn ở đời á, thì phiến các đệ tử dùng cái trí tuệ làm lửa để mà đốt cái hương quý vô giá này để cúng dường mười phương chư Phật. Thì đó mới gọi là thắp hương mà cúng Phật chân thật. Còn chúng sanh hiện nay đó thì không có hiểu được cái lời cái nghĩa chân thật của Như Lai,
cho nên là chỉ đem những cái hương mà gọi là vật chất của thế gian đó, như là hương trầm đàn, tức là hương trầm, hương chiên đàn, hương quân lục rồi đó, mà hy vọng cầu phước thì làm sao được. Tất nhiên là nhiều có cũng là cái phước là hữu vi, chưa phải là cái phước vô vi chân thật. Rồi tán hoa cũng vậy, đây là giải nghĩa cái tán hoa. Tán hoa là thường nói chánh pháp, mà dùng những cái hoa công đức đó đó để làm lợi ích cho loài chúng sanh hữu tình, để mà giải khắp hết cho tất cả. Thì như vậy là đối với trong cái tánh chân như mà mình thí khắp hết được trang nghiêm, thì cái hoa công đức này là chỗ Phật tán thán, hoa đó không có lúc nào héo tàn. Còn đây ngài mới nói cái điều này, người chúng sanh không hiểu được cái lời bí mật của Như Lai đó, không cái nghĩa sâu của Như Lai đó, cho nên rồi nói rằng Như Lai mà khiến cho chúng sanh cắt đứt những cái thứ như là lụa đẹp rồi làm thương tổn cỏ cây, tất nhiên là cắt qua cỏ bên ngoài đó để cho đó là tán qua giải qua, thì không có lẽ đó. Thì ở đây là ngài cũng muốn dẫn mình, nghĩa là trở về trong cái gọi là cái vô vi. Đây này dẫn theo cái gọi là trong cái giới lực, mà gọi là nhất là giới lực của Thanh Văn đó, không? Thì trong đó nghĩa là người mà giữ gìn cái tỉnh giới đó, thì đối với nghĩa là những cái xung la vạn tượng, những cái vật ở trong cái trời đất này á, là không được làm xúc phạm, nghĩa là lầm phạm đó thì còn mắc tội, hướng nữa là cố ý để mà phá hủy cái tịnh giới đó, làm thương tổn vật để mà cầu phước, thì vậy là muốn có phước mà lại trái lại. Thì đây là bởi vì dẫn theo trong cái phần gọi là giới Thanh Văn, giới Thanh Văn thì không có được nghĩa là xúc phạm đến những cái tới những cái gọi là sự sống của những cái cỏ cây mà mình tự tiện mà mình làm xúc phạm nữa, cho nên là mới có trong lực là mới có chuyện mà gọi là tỳ kheo mà bị cướp mà lấy cỏ nó quấn ra ngồi ở ngoài đó, không có dám mà giết ra. Đó là theo cái giới Thanh Văn. Còn ở đây thì là muốn cho mình á giải qua á, là cốt phải nghĩa là từ cái tâm, không từ cái tâm mà thanh tịnh là chân thật nó hiện ra, chứ còn nếu mà chỉ có mượn cái tướng qua bên ngoài không á để mà cầu phước á thì nó chưa có đủ, mà nhiều khi rồi á còn nghĩa là sanh lỗi lầm. Thí dụ cũng như là mình cái y cứ vào trong cái gọi là cái thứ qua bên ngoài không để mà cúng Phật, thì nhiều người cứ lo lựa cái qua thật tươi, thật đẹp, thật tốt mà để lên cúng thì tâm đó cũng tốt, nhưng mà giờ lỡ cái có ai đó mà lỡ có gì cái nghĩa là hơi đụng tới chút không thì sanh phiền não. Ví dụ cái qua của mình đó mình để dành đó, tính để dành cúng Phật, mà lỡ có đứa nít nào đó lại tới nó bẻ cái nó thì sao, thì nhiều khi là chửi mắng rồi, tự nhiên là hết thanh tịnh rồi. Mà thí dụ đứa nít thì nó đâu có biết gì, nó ngây thơ thôi. Thành ra như vậy là chấp vào cái bên ngoài mà tâm nó không thanh tịnh thì nó cũng chưa có thật sạch. Rồi cái trường minh đăng, tất nhiên là đốt đèn mà trường minh là đèn cho nó được thắp sáng mãi đó, thì đây cũng vậy. Đây là nói đó là cái tâm chánh giác, nó luôn luôn là nó được giác sáng tỏ rõ, thì cái đó mới là cái thật. Thì cái này gọi là lấy cái thân đó thì làm cái đế đèn, tâm nó làm cái tim đèn, rồi thêm các giới hạnh. Giới hạnh tức là luôn luôn là phụ thêm vào các giới hạnh đó, giống như là mình thêm dầu cho nó sáng mãi nó không có gián đoạn, trí tuệ nó sáng suốt, thì dụ cho là cái lửa đèn. Thì mình đốt cái đèn đó đó, gọi là cái đèn giác chân chánh như vậy đó, đó thì nó mới chiếu phá được cái vô minh si ám. Rồi dùng cái pháp này đó để mà khai thị, nhắc nhở, dẫn dắt cho nhau, thì cái đó gọi là dùng một con đèn mồi cho trăm ngàn con đèn, đèn đèn nó sáng mãi không tận mới gọi là trường minh. Tức là mình đem cái giác của mình đây rồi mình nhắc nhở, khai thị, chỉ dạy cho người khác, rồi người khác cũng sáng tỏ được điều đó, rồi nhắc nhở chỉ dạy cho người khác nữa, thì vậy là nó tiếp tục nó sáng sáng mãi đó mới gọi là trường minh. Còn nếu mà chỉ đốt cái đèn mà gọi là thế gian ngoài thì nó có sáng lúc nào đó nó cũng tắt, là chưa gọi là trường minh được. Thì như vậy đó là ngày quy trở về cái gọi là trong cái tự tánh của mình, thì sống trong cái tự tánh thì cái đó mới là cái chân thật. Còn nếu mà chỉ gọi là đem cái đèn của đèn dầu thế gian không đó, ngài gọi là thắp chiếu soi trong cái thắt trống, gọi đó là y theo lời dạy thì ngài đó là lầm. Đây là dẫn Phật á phóng một cái luồng hào quang ở nơi giữa chặng mài mà chiếu suốt được cả một muôn 8.000 thế giới, tất nhiên là như là trong kinh Pháp Hoa đó. Thì như vậy cái việc này á đâu có thể dùng cái ngọn đèn dầu của thế gian nó mà làm được.
Cho nên là phải hiểu được như vậy thì cái ý này á là muốn nói rằng phải dùng cái trí tuệ thì nó soi sáng thì nó mới sáng mãi được. Thì hiểu như vậy đó thì mới thấy được cái gọi là cái ý mà Phật muốn dạy chân thật, để mình không kẹt trên cái tướng hữu vi. Thì như vậy Phật chỉ phóng một cái luồng ánh sáng giữa chặng mài thôi, mà bây giờ đây á mình dùng cái ngọn đèn thôi thì làm sao mà sánh kịp cái đó. Thì chính cái chỗ này, hiểu được cái chỗ này rồi thì mình mới thấy những cái ý nghĩa mà Phật dạy nó rất là sâu xa, phải không? Nên là Phật thì chỉ phóng một luồng ánh sáng chặng mài mà nó soi cả, nghĩa là một muôn 8.000 thế giới ở phương Đông. Nhưng mà chính cái chỗ này á, rồi nhiều người mà hiểu theo trên cái chữ nghĩa thì cũng lầm luôn. Như là phóng một luồng ánh sáng đó rồi chiếu suốt cả một muôn 8.000 thế giới phương Đông, rồi suốt cả dưới trên dưới địa ngục, rồi chúng sanh trong đó nghĩa là thấy được cõi khác nữa. Thì như vậy ánh sáng gì mà thấy như vậy? Cho nên là phải thấy đó là cái khéo của kinh, là muốn nhắc mình, nghĩa là cái trí tuệ mà nó luôn luôn nó hằng hữu nơi chính mình mà mình quên á, tức là phải thấy cái ý sâu trong đó. Hồi xưa thì Phật phóng ánh sáng giữa chặng mài như vậy đó, nhưng bây giờ đây á, mình nói theo nhà thiền á, thì bây giờ mình cũng có thể phóng được hay không? Hồi xưa thì phóng ánh sáng, bây giờ thí dụ như bây giờ đây á, thì mình giơ ngón tay, giơ ngón chân, có giống vậy không? À, thì phải thấy được cái ý đó, hoặc là giơ cái búa lên, thì có giống là phóng ánh sáng không? Chứ còn mình cứ hiểu là có phải phóng ánh sáng, thì như là chỉ hiểu theo nghĩa là chữ nghĩa rồi. Cho nên phải thiền là phải, mình học thiền là phải thấy được những cái ý, gọi là ý nó linh động, nó sáng tạo vậy đó. Hồi xưa là phóng ánh sáng, thấy không? Phóng ánh sáng ra, cái thì người ta cảm nhận được cái lẽ thật đó. Thì bây giờ giơ ngón tay lên hoặc giơ cái búa lên mà mình cảm nhận được thật thì cũng khác gì phóng ánh sáng, phải không? Mà thấy được cái đó thì mình cũng thấy suốt cả ngay là trên dưới trời đất, không ngoài cái đó. À, thì như vậy đó là thấy được cái ý sâu của Phật. Đó là nói về cái gọi là thắp đèn, phải không? Sáng. Rồi về lục thời hành đạo hữu, lục thời hành đạo giả sở vị lục căn chi trung ư nhất thiết thời thường hành Phật đạo, tu chư giác hạnh điều phục lục căn, trường thời bất xả danh vi lục thời, diệu tháp hành đạo giả, tháp thị thân tâm giả, đương linh giác tuệ tuần nhiễu thân tâm, niệm niệm bất định danh vi nhiễu tháp, quá khứ chư thánh giai hành thử đạo, đắc chí niết bàn, kim thời thế nhân bất hội thử lý, tầng bất nội hành di chấp ngoại cầu, tương chất ngại thân nhiễu thế gian tháp, nhật dạ tẩu sậu đồ tự bị lao, nhi ư chân tánh nhất vô lợi ích, hữu trì tra giả đương tu hội ý, bất đạt tư lý đồ nhĩ hư thiết tra giả tề giả, sở vị sở vị trai chánh thân tâm bất linh tán loạn, trì giả hậu giả sở vị ư chư giới hạnh như pháp hộ trì, tất tu ngoại cấm lục tình nội chế tam độc, cần giác sát tịnh thân tâm, liễu như thị nghĩa, danh vi trì trai, hữu trì trai giả, thực hữu ngũ chủng, nhất giả, pháp thực giả, sở vị y trì chánh pháp, dục quan hỷ phụng hành, nhị giả thiền diệt thực, sở vị nội ngoại trừng tịch thân tâm diệt lạc, tam giả niệm thực, sở vị thường niệm chư Phật, tâm khẩu tương ưng, tứ giả nguyện thực, sở vị hành trụ tọa họa, thường cầu thiện nguyện, ngũ giả giải thoát thực, sở vị tâm thường thanh tịnh bất nhiễm tục trần, thử ngũ chủng thực danh vi trai thực, nhược phục hữu nhân bất thực như thị ngũ chủng tịnh thực, tự ngôn trì trai vô hữu thị xứ, di đoạn ư vô minh chi thực, nhược tiếp xúc giả danh vi phá trai, nhược hữu phá vân hà hoạch phước, thế hữu mê nhân bất ngộ thử lý, thân tâm phóng dật chư ác giai vi tham dục tứ tình bất sanh tàm quý, di đoạn ngoại thực tự vi trì trai, tất vô thị xứ thị sự hữu lễ bái giả đương như thị pháp giả, tất tu lễ lý thể nội minh sự tùy quyền biến, lý hữu hành tàng hội như thị nghĩa, nải danh y pháp phù lễ giả kính giả bái giả phục giả, sở vị cung kính chân tánh
phức phục vô minh, danh vi lễ bái, nhược năng, ác tình, vĩnh diệt, thiện niệm hằng tồn. Tuy bất hiện tướng, danh vi lễ bái, kỳ tướng, tức pháp tướng, thế tôn dục linh thế tục, biểu khiêm hạ tâm, diệt vi lễ bái, cố tu phức phục ngoại thân, thị nội cung kính, cử ngoại minh nội, tánh tướng tương ưng, nhược phục bất hành lý pháp, di chấp ngoại cầu, nội tắc phóng túng, chân sân si, thường vi ác nghiệp, tức không lao thân tướng, trá hiện oai nghi, vô tàm ư thánh, đồ cuốn ư phàm, bất miễn luân hồi, khởi thành công đức. Đây tức là nói về sáu thời hành đạo, không? Nghe lại, sáu thời hành đạo đó, nghĩa là ở trong sáu căn, đối với trong tất cả thời, luôn luôn là thực hành Phật đạo, tu các cái giác hạnh để mà điều phục sáu căn, luôn luôn chẳng có bỏ, gọi đó là sáu thời. Còn nhiễu tháp hành đạo đó, tháp là thân tâm, phải khiến cho cái giác tuệ đó nó vòng quanh luôn ở nơi thân tâm, niệm niệm chẳng có dừng, gọi là nhiễu tháp. Quá khứ chư thánh, tức là các bậc thánh ở thời quá khứ đều thực hành cái đạo này mà được đến niết bàn. Người thế gian ở thời nay chẳng có hiểu được cái lý này, từng chẳng có thực hành ở bên trong, chỉ có chấp ở bên ngoài mà cầu, đem cái thân vật chất này mà nhiễu cái tháp của thế gian, đêm ngày, tức là ngày đêm cứ lanh quanh đó, luống tự nhọc nhằn, mà đối với chân tánh không có một chút lợi ích. Lại trì trai là phải hiểu được ý, chẳng có đạt được cái lý này, rất là luống uổng. Trai nghĩa là tề, tức là trai nghĩa là tề, tất nhiên là nó đều nhau, là không có so le đó, ngang bằng đều nhau không có so le, thì nghĩa là mình nghĩa là nghiêm chỉnh thân tâm, chẳng có để cho nó tán loạn. Trì tức là giữ đó, giữ gìn đó, nghĩa là đối với các cái giới hạnh đúng như pháp mà giữ gìn, thì hẳn là phải ở bên ngoài đó thì ngăn giữ lục tình, tức là sáu cái tình ở bên ngoài, bên trong đó là dẹp ba độc, siêng năng tỉnh giác, thanh tịnh thân tâm, rõ trọn được cái nghĩa như thế thì gọi là trì trai. Cho nên lại trì trai là ăn đó nó có năm thứ. Một là cái món ăn gọi là pháp hỷ, tức là cái món ăn pháp hỷ gọi là pháp hỷ thực, nghĩa là giữ theo cái chánh pháp mà vui vẻ mà vâng làm, đó gọi là cái món ăn pháp hỷ. Thứ hai là món ăn thiền diệt, nghĩa là trong ngoài, nghĩa là nó lắng lặng, thân tâm vui thích. Thứ ba là món ăn có niệm, nghĩa là thường nhớ nghĩ chư Phật, tâm và miệng nó tương ưng, tức là khế hợp với nhau. Bốn là món ăn của nguyện, tức là nguyện thực, nghĩa là đi đứng nằm ngồi thường cầu cái nguyện lành. Thứ năm là món ăn giải thoát, nghĩa là tâm thường thanh tịnh, chẳng có nhiễm với cái tục trần. Thì như vậy năm cái món ăn này gọi là trai thực. Nếu mà có người chẳng ăn năm cái món ăn thanh tịnh như thế mà tự nói là trì trai thì không có lẽ ấy. Chỉ đoạn cái món ăn của vô minh, nếu liền chạm đến thì gọi là phá trai. Nếu mà có phá thì làm sao mà gọi là được phước. Thì vậy là ở thế gian có người mê chẳng có tỏ ngộ được cái lý này, thân tâm cứ buông lung, làm mọi cái điều ác, tham dục nghĩa là buông thả theo cái tình, tức là buông thả theo cái tình tham dục, chẳng có sanh hổ thẹn, chỉ đoạn cái món ăn ở bên ngoài, tự gọi là trì trai, thì ắt không có việc ấy. Còn lễ bái thì cũng lại đúng như pháp, cần phải trong lý thể nó sáng tỏa, còn sự đó phải tùy theo bên ngoài mà quyền biến. Lý nó có hành tàng tức nghĩa là có khi làm có khi ẩn, có khi làm có khi dừng, không có cố định. Lãnh hội được cái nghĩa này thì mới gọi là y theo pháp. Lễ đó tức là kính, còn bái đó tức là phục, nghĩa là cung kính chân tánh, phức phục vô minh thì gọi là lễ bái. Còn nếu hay ác tình hằng dứt, tức là hằng dứt được cái ác tình rồi, cái hằng luôn còn cái niệm thiện, thì tuy chẳng có hiện tướng mà gọi là lễ bái.
Thì cái tướng đó, tức là pháp tướng, Thế Tôn muốn khiến cho người thế tục tỏa bày được cái lòng khiêm hạ, cũng vì lễ bái, không? Nên cần phải nghĩa là phước phục thân bên ngoài, tức là khom cúi cái thân bên ngoài, để mà chỉ bày cái cung kính bên trong, nêu cái bên ngoài để mà sáng tỏa cái bên trong, tánh tướng nó khế hợp nhau. Nếu mà chẳng có thực hành cái lý pháp, chỉ chấp cái bên ngoài mà cầu á, thì bên trong thì cứ buông lung sân si, thường làm cái ác nghiệp, thì bên ngoài tất nhiên là chỉ làm luống nhọc cái thân tướng, dối hiện cái oai nghi, không có thẹn với bậc thánh, lại luống gạt cái người phàm, thì chẳng khỏi luân hồi, há là thành cái công đức. Đây là nói về cái phần sáu thời hành đạo, thì ngài cũng quy về cái nơi sáu căn, ở nơi sáu căn mà luôn luôn nghĩa là thực hành giác tỉnh, không có rời, không có bỏ, thì đó mới gọi là sáu thời. Còn nhiễu tháp thì tức là nhiễu tháp đây chỉ nhiễu cho cái tháp nơi thân. Thì như vậy sáu thời hành đạo là chỉ nơi sáu căn, luôn luôn là bảo nhậm mà giữ gìn, không có để cho gián đoạn, không được sốt mất. Còn nhiễu tháp là nơi thân tâm này, luôn luôn là cũng cái giác, nó luôn luôn là nó niệm niệm, nó không có dừng, thì gọi là nhiễu tháp thôi. Nghĩa là đây là dẫn các bậc thánh ở quá khứ đó, khi mà hành đạo đó này ra thì mới đến được niết bàn. Còn mình bây giờ không hiểu được cái lý này, không có thực hành ở bên trong, mà chỉ lo cái nhiễu tháp bên ngoài không á, chỉ làm nó nhọc nhằn cái thân tâm đó. Ngài nói gọi là nhọc nhằn thân tâm, nghĩa là cứ bám vào cái thân đó mà không sáng cái tâm, làm khổ mình, đôi khi còn thối tâm nữa, còn kiêu mạn nữa. Nghĩa là nhiều khi lo nghe là cái nhiễu tháp bên ngoài không, mà không lo điều phục ở bên trong, mà đi một hơi rồi cái tháo ngồi mệt mỏi rồi đó, thì có khi là dễ phiền não nữa. Nghĩa là đi quanh một hơi quá mệt rồi, có khi thì gặp lỡ mà nó dấp cái cục gạch gì đó, cái liền chửi nào để gạch bậy cho đó phải không, lúc đó mệt rồi cái thì phiền não liền. Thì như vậy đó là chấp cái bên ngoài mà không có rõ được cái bên trong, nên cho nên đây gọi là làm khổ nhọc thân tâm vô ích, mà nhiều khi còn kiêu mạn nữa, đi mà gọi là đi nhiều nào như cái là, nghĩa là thấy là ta là hành đạo nhiều, còn người khác là nó không có hành đạo, thành ra sinh kiêu mạn, đó là chấp bên ngoài sinh bệnh. Còn cái kế là trì trai cũng vậy. Trì trai đây không phải là chỉ là giữ, nghĩa là trai giữ giới vậy thôi, nghe không? Là mà đây là phải hiểu được cái đạt cái lý, ngài cũng nói rõ như vậy, nghĩa là thân tâm đó phải cho nghiêm chỉnh, không để cho tán loạn, thì đó mới gọi là trì trai. Nghĩa là phải giữ gìn cái thân tâm ở bên trong, mà ngăn dẹp cái lục trần bên ngoài, luôn luôn là tỉnh giác, không có để cho nghĩa là nó gián đoạn, nó dao động, nó nhiễm cái bên ngoài, giữ gìn thân tâm đúng pháp, không có lỗi lầm, thì gọi là trì trai. Đây ngài dẫn thêm về cái gọi là cái ăn đó, ăn mình thường gọi là ăn chay, thì chay đây ăn đây thì ngài có năm món. Thứ nhất là gọi là pháp hỷ thực, tức là món ăn của pháp á, là giữ gìn đúng theo chánh pháp, vui theo đó mà thực hành, thì đó gọi là pháp hỷ. Còn món ăn của thiền diệt đó, tức là món ăn mà theo cái vui của thiền định đó, thì gọi là trong ngoài nó được lắng lặng, thân tâm nó vui sướng, thì đó gọi là thiền diệt thực. Còn cái món ăn thứ ba gọi là niệm thực, tất nhiên là thường nhớ nghĩ đến chư Phật, tâm và miệng nó khế hợp nhau, thành ra cái niệm Phật đây là tâm niệm, miệng niệm, tâm nó cũng phải khế hợp nơi đó, chứ còn không phải là miệng niệm mà tâm nó buông lung thì không có đúng nghĩa. Thứ tư là nguyện thực, tức là đi đứng nằm ngồi luôn luôn nó cầu cái nguyện lành. Năm là giải thoát thực, tức là tâm nó thường thanh tịnh, không có nhiễm với sáu trần, các cái tục trần. Coi như chay thực này á, như vậy thì không phải là cái thứ cái món ăn bên ngoài. Thì vậy muốn ăn cái chay thực này á thì làm sao ăn? Phải biết. Vậy thì làm sao ăn cái chay thực này? Thì đây tất nhiên là cái tâm luôn luôn nghĩa là tỉnh biết, không có mê đó, thì đó gọi là ăn. Nghĩa là tâm tỉnh giác luôn luôn, biết rõ không có mê, thì đó gọi là ăn chay thực này được. Còn vừa có cái niệm mê thì nó là trái. Cho nên ở đây ngài mới nói nè, năm cái món mà tịnh thực này đó,
nếu mà người không có ăn cái năm món này mà tự nói trì chay thì không có lẽ đó. Nghĩa là sao? Nếu mà đây người nói nếu mà liền khi mà vừa có xúc chạm á, cái xúc đến đụng đến á thì gọi là phá chay rồi. Vừa có xúc á thì đó gọi là phá chay rồi. Nghĩa là mình ăn cái miếng đậu hũ mà xúc đó cũng gọi là phá chay rồi. Tức là sao? Cái lưỡi nó xúc với cái vị trần, lúc xúc vị trần là có động niệm trong đó, mà động niệm đó là phá chay rồi. Ăn miếng đậu hũ cái thì cảm thấy nghĩa là nó có ngon có dở trong đó rồi, thì đó gọi là có cái xúc trong đó, cho nên phải chạm đến, tức là động niệm, mà động niệm là phá chay, thì thấy được chỗ này mới gọi là tu thật là diệu tu đó, tu ngày khéo tu. Lễ bái, lễ bái thì đây ngày cũng vậy, ngày dạy nè, lễ bái á là cũng phải đúng như pháp mà lễ, nghĩa là ở cái lý thể bên trong phải sáng tỏa, tức là phải sáng tỏa cái lý thể bên trong, rồi cái sự bên ngoài đó phải tùy mà quyền biến, chứ không có cố chấp, nghĩa là có lúc hành lúc tàn, đó là có lúc làm lúc dừng, không có cố định. Mà cái căn bản của lễ bái là gì? Đây nghĩa là lễ tức là kính, bái là phục, tức là kính phục, nghĩa là cung kính chân tánh bên trong, rồi phức phục vô minh thì gọi là lễ bái, thường dứt cái gọi là cái ác tình, còn cái niệm thiện luôn luôn giữ hằng còn, thì như vậy là lễ bái. Còn nếu không thì chỉ có lễ bái cái tướng bên ngoài không thì chưa đủ nghĩa. Cho nên đây ngài mới dẫn Thế Tôn muốn khiến cho người thế tục đó tỏa bài cái tâm khiêm hạ, cho nên mới cũng là vì cái lễ bái. Cho nên lễ bái như vậy là phải làm sao khom cúi cái thân mình để mà tỏa bài cái cung kính bên trong. Thì như vậy là cái khom cúi cái thân bên ngoài đó đó là để tỏa bài cái gọi là cái lòng cung kính bên trong. Thì vậy là nêu cái bên ngoài để sáng tỏ cái bên trong, thì vậy tánh tướng nó mới là khế hợp. Còn không hiểu được như vậy đó thì chỉ nghĩa là chỉ làm cái bên ngoài không á, thì nhiều khi rồi nó còn chưa có đủ nghĩa. Cho nên đây mới nói rằng nếu mà chỉ có chấp cái bên ngoài không mà bên trong cứ buông lung sân si á, thường tạo nghiệp ác á, thì cũng là làm lún nhọc cái thân tướng à. Mà ở đây ngài gọi là dối hiện quay nghi, rồi lún gạt kẻ phàm. Tức là sao? Chính ở chỗ này là chỗ phải có chú ý đó. Nhiều khi bên ngoài hiện cái tướng lễ lại bên ngoài, nhưng mà bên trong nó không có nhiếp tâm, thì như vậy là giả. Nhiều khi đây nó giả dối, nhiều khi là giả cái tướng bên ngoài thôi. Tức là bên ngoài thì làm bộ nghĩa là xá xá rồi vậy, nhưng mà bên trong á thì đầy ngã mạn, phải không? Thì như vậy là không đúng nghĩa, không đúng lý, gọi là dối mình dối người thôi. Mà ở đây phải biết lễ là mình phải quên cái ngã này thì mới thấu được cái chân thật kia, phải không? Nghĩa là khi mình lễ đó là để thắp mình là quên cái ngã này, thì quên cái ngã này thì mới thấu được cái lý gọi là cái chân thật kia, thì đó mới là cái thật. Còn bên ngoài mà làm bộ xá xá thôi, mà bên trong nghĩa là đầy ngã mạn đó, thì ngài nói đó là dối, làm cái tướng thôi, giả tướng bên ngoài thôi. Cho nên ở đây là hiểu cái này thì mới thấy được cái ý nghĩa mà gọi là lễ bái á, là nhằm khiến cho mình nghĩa là dập trừ cái tâm ngã mạn kiêu mạn. Chính vì vậy mà lục tổ mới quở ngài Pháp Đạt đó, nghĩa là đến lễ tổ mà cái đầu không có sát đất, phải không? Mà chính cái đó là ở trong là nó còn có cái gọi là cái ngã, cái kiêu mạn cái này nó hơi có cái này rồi. Bởi vì là ngài nghe cái danh lục tổ, nhưng mà chỉ nghe thôi chứ còn chưa có trực tiếp mà gọi là sống gần với nhau, cho nên nghe nhưng mà chưa biết ngài thế nào. Đến thì lễ cũng như bắt buộc vậy thôi, gượng vậy thôi, chứ còn nghĩ mình là cái người gọi là ông thầy cũng lâu năm rồi, mà từng tụng gọi là tụng pháp hoa mà gọi là 3000 bộ, mà 3000 bộ thì mới để thấy 3000 bộ pháp hoa thì tụng coi chừng mấy năm đó, 3000 bộ thì tụng như mấy năm, thì mình thấy như vậy thì cả một cái sự nghiệp trong này rồi. Cho nên là khi tới lễ chứ gượng gượng vậy thôi, chứ còn chưa có phục. Do đó mà lễ với cái đầu nó cũng còn cứng, thấy không? Cho nên là ngài lục tổ ngài thấy ngài biết liền, cho nên ngài mới hỏi đó, nghĩa là ông chắc là có chứa sự nghiệp gì, phải không? Thì ông nói liền, ngài hỏi rồi nói liền là con từng tụng 3000 bộ pháp hoa. Thì phải lục tổ biết ngay liền, nói là dù cho ông tụng có muôn bộ đi nữa mà không có đạt được lý á, thì cũng không có ích gì. Ngài mới quở gọi là tức là ông còn ngã mạn, cho nên mới nói rằng sao lễ đời vốn là để bẻ cái cờ ngã mạn, đầu sông không có sát đất. Cho nên rồi nếu mà tụng kinh á mà còn có ta
thì cái tội liền sanh à. Còn mà quên ta đó, thì phước mới không sánh. Nghĩa là tụng mà còn có ta thì tội cũng theo đó nó sanh, còn mà quên ta thì mới phước không sánh. Thì đó để cho thấy rõ cái ý nghĩa, nghĩa là lễ là để cho thấp mình quên cái ngã này thì mới có thể mà học được cái chỗ chân thật kia, cũng mới thấy được cái chỗ chân thật kia. Cho nên học những cái này ra thì mình mới thấy nhiều khi rồi đây rồi mình mới hiểu qua thêm, nhiều khi học cái lý không, có nhiều vị học lý thiền không đó, giờ thấy rằng mình học lý thiền thì không có chấp gì cái hình tướng ngoài, cho nên là cũng thấy ai thôi cũng không cần lễ chi, phải không? Nhiều khi mấy vị là lớn hơn mình, mấy vị thầy lớn hơn mình, mấy vị tọa lớn hơn mình, thấy cũng có lơ đi, nhiều khi còn nghinh nghinh đi nữa. Cho nên có một lần thầy chính là thầy đắc pháp của mình thôi đó, phải không? Về Thường Chiếu mà mấy anh Thường Chiếu mà lúc trước kia đó cũng vậy đó, học gì đi thiền quá gặp thầy cũng là ngó đi thôi, ông vỡ một lần rồi thầy hai thầy phải lên sám hối với ông. Cho nên đó là cái gọi là chỉ học cái lý thôi mà nó thành ra cái ngã mạng không hay. Hiểu cái lý thiền nó thiền là mình chấp hiểu tâm được rồi, còn mấy cái hình thức không cần, nhưng mà chính cái ý đó đó là nó có nhằm mang cái ngã mạng trong đó rồi. Mà đã có cái ngã mạn trong đó rồi á thì nghĩa là nó chướng đạo, cho nên mình phải hiểu được cái ý này. Cho nên ở đây là phải quên cái gọi là cái tướng gọi là hữu vi bên ngoài để mà sống trở về cái tướng vô vi đó. Mình thấy được cái lẽ thật thì nghĩa là mọi cái việc làm đó nó đều có ý nghĩa hết. Thôi bữa nay mình học tới đây thôi, không hết nổi. Nguyện đem công đức này về khắp thân cận đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.